Dĩa xoài bánh kẹp hình dừa làm xong đó bạn. Xoài lá dứa rất thơm ngon luôn. Thơm mùi lá dứa nè, dừa nạo, dừa dốt dốt nó rất là ngon luôn. Đó, béo dễ sợ luôn á. Bánh kẹp thì mình chiên cái màu cánh gián rất là đẹp luôn. Hấp dẫn nha. Hello, Andy xin chào buổi sáng cả nhà nhé. Chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc mới các bạn nhé. Thì Andy đang trên tay cầm cái đĩa xoài bánh kẹp. Các bạn, xoài bánh kẹp đây là cái món ngon tuổi thơ của mình các bạn. Hồi nhỏ lúc mà mình nhớ là lúc mình học từ cấp 2 á là ngày nào mình cũng đi ăn xoài này các bạn. Sáng mình đi ăn xoài nè. Mua xoài này mình ăn. Một gói hình như lúc đó có 2.000 à, xoài bánh kẹp ở nhà hàng xóm cô Thía bán á, rất là ngon luôn. Giờ mình mới làm lại bạn, thơm dễ sợ luôn á, thơm mùi nước cốt dừa với lá dứa nè. Làm cái món này rất là đơn giản các bạn, mình ăn cái món này nhớ là tuổi thơ dễ sợ luôn á, bây giờ cũng khó tìm cái món này ăn lắm. Đó, bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với anh đi để mình làm cái món xoài bánh kẹp các bạn nhé. Đây là cái món tuổi thơ yêu thích của mình nè. Để chiên cái bánh bánh kẹp cũng rất là đơn giản các bạn. Thì ở bên Mỹ mình gọi là bánh waffle các bạn, nhưng ở Việt Nam mình gọi là bánh kẹp. Thì rất là đơn giản, bạn bột cũng pha dễ. Nếu mình không có bột mua sẵn, mình pha bột mì với một tí bột gạo. Còn ở đây mình mua sẵn cái bột mà dùng làm pancake nè bạn, với lại cái waffle mix nè. Đó, bánh này nó mềm xốp rất là ngon luôn. Đó, thì mua cái bánh này xong họ chỉ là hướng dẫn mình là pha với nước lạnh thôi. Nếu mình dùng mà sáo, nếu mình làm từ 6 đến 8 cái thì chỉ nên dùng một cái cúp bột này với là 3 phần 4 cúp nước thôi. Nhưng mà mình muốn ăn béo theo kiểu Việt Nam mình đó thì mình sẽ pha thêm nước cốt dừa nè hoặc là sữa tươi các bạn. Còn xoài thì mình có nếp nè, mình nấu là cũng một cúp nếp với là mình có lá dứa nè. Mình không có lá dứa các bạn, lá dứa tươi của mình cái cây mình còn tươi đó, mình quay cho các bạn xem. Thì nên mình dùng cái hương lá dứa này nè các bạn. Thì cái hai cây lá dứa mình còn nhỏ nè, nó mới có đâm mà chòi chòi nè, mình không có cắt được, còn nhỏ quá mình không có hái lá ăn được. Trời mùa đông lạnh á, cho nên mình để trong ngay cửa sổ nè, rất là tươi tốt, bạn không bị ảnh hưởng gì hết luôn. Mình thích nấu xoài lá dứa cho nó thơm các bạn, còn không mình ăn bánh kẹp xoài bánh kẹp thì mình chỉ làm nếp trắng bình thường thôi. Mình cho này ít muối cho nó mặn mặn, xong mình cho đây vài giọt hương lá dứa để mình ngâm nó. Nhiều quá, mình ngâm này cho nó thấm, cho nó ngấm cái màu xanh màu lá dứa vô cái bột, xong tí mình nấu. Để đây cho nó thấm. Giờ mình sẽ đi pha bột để mình chiên cái bánh kẹp. Này mình dùng là một cúp bột. Một cúp bột như thế này các bạn. Giờ mình pha thay 3 phần 4 nước, thì mình dùng 3 phần 4 cái nước cốt dừa nè. Mình xay nước cốt dừa lon. Mình sẽ trộn đây. Rất là béo luôn các bạn. Giờ mình sẽ đánh nó lên. Nếu mình đánh lên cho nó sệt sệt thì các bạn tí mình chiên cho nó. Nó rất là thơm đúng không các bạn? Thơm mùi nước cốt dừa béo nữa. Nó xong giờ bột mình pha xong mình để cho nó nghỉ 50 phút. Rồi cái nếp mình cũng ngâm cho nó nở một tí nè. Nó hút vô cái nước lá dứa là cho nó màu xanh đẹp. Giờ trong khi chờ đợi cái này thì mình đi nạo dừa các bạn. Mình có mua một trái dừa dừa mà dốt dốt á. Giờ mình sẽ đi nạo nó để mình ăn kèm với cái xoài. Gáo dừa thì mình đi chợ Hồng Kông mua, họ không có bán các bạn. Họ nói là 2 năm trước thì có bán nhưng bây giờ không có ai xài cho nên họ không có hàng đó nữa. Cho nên mình mua trái dừa khô nè. Giờ mình sẽ cưa cái miệng này ra để mình làm cái gáo. Mình cưa đứt cái này các bạn. Ồ, trái dừa nhỏ xíu mà cơm dày dễ sợ luôn. Mình lấy cái cưa này cũng cưa rất là dễ các bạn. Mình dùng cưa cưa thì nó tròn, nó đều, nó sắc bén hơn. Chứ mình đập thì nhiều khi nó không có được tròn mà nó sẽ bị bể.
Có cái đồ này nè, cái đồ này mấy cái này để mà múc đo lường đó bạn, mình lấy mình nạo dừa cũng được các bạn, mình nạo được như nè, vì cái dừa này nó chưa có khô lắm bạn, nó còn dẻo dẻo nè, nấu xôi ăn dưới dừa này ngon, rất là ngon các bạn, nấu xôi đậu phộng hoặc là xôi xôi nếp than rồi đó, ăn với muối mè dưới dừa tươi dừa nạo là rất là ngon luôn, dừa nó còn dẻo á, rất là ngon các bạn. Mình nạo này ra mình nấu xôi ăn, còn dư để mình bỏ tủ lạnh, cái mình cái bữa Tết mình gói bánh ít nhân dừa, dừa rất là béo luôn. Ăn cái xôi rất là ngon luôn, rất là béo. Nước dừa được một ly này quá không? Dừa không có ngọt lắm. Trong khi nạo dừa thì mình cũng nhân tiện mình tâm sự với bạn một số đại điều về cái tuổi thơ của mình khi còn ở nhà trường các bạn. Thì như các bạn biết đấy, hầu như trên 50% dân miền Tây á đều làm ruộng hết các bạn. Thì lúc trước nhà mình cũng làm ruộng nữa. Thì những lúc mà nghỉ học á, hoặc là nhà mùa hè á, thì mình hay đi vào đồng á, mình phụ giúp gia đình mình cũng như là vào những dịp như là cấy lúa nè, rồi làm cỏ nè. Rồi thì hồi xưa thì làm dừa cũng cực lắm các bạn, bây giờ làm dừa cũng khỏe thấy mồ luôn á. Hồi xưa là phải đi phơi lúa nè, làm lúa xong là phải phơi nè, rồi có những lúc mà trời mưa rồi rồi nước lũ nữa các bạn. Mình nhớ không lầm là vào năm 2000 á, mình đi vô, lúc đó là gia đình mình đang gặt lúa, thì nửa đêm á, ngủ nửa đêm cái là chính quyền các bạn bắn súng ầm 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 đó, đó là báo hiệu cái đê đó bị vỡ đó các bạn. Trời, nước nó vô linh láng luôn, chỉ trong tích tắc, trong vòng 1 tiếng đồng hồ nước nó vô ngập đồng luôn. Lúc đó là trời ở trên mưa nữa, ở dưới thì nước, cho nên là gia đình phải lấy xuồng vào chúng như là gom những cái mớ lúa chắc lên. Năm đó là thất thu rất là nhiều luôn các bạn, xong rồi kéo ra ngoài bờ kinh á để mà cho cái máy phóng mà phóng ra lúa rồi mới giờ phơi khô mới chở về nhà. Còn bây giờ khỏe lắm, bây giờ thì những cái bờ kinh đó người ta đã đào lên rồi, rồi người ta xây những hai bên bờ, thì cho nên là mình đi vô đồng là mình chạy xe vô tới ruộng luôn, chứ hồi xưa là lộ bộ cực lắm. Rồi bây giờ thì lúa mình không cần phơi nữa, lúa ướt lúa khô vậy cứ phóng ra xong là lấy buồng hay là căng là mua luôn, cho nên rất là khỏe luôn các bạn. Nạo xong trái này mỏi tay đúng không bạn, đuối luôn á, một trái nhỏ xíu mà quá trời cơm dừa luôn các bạn, bởi vì trái cơm trái dừa này nhỏ nhưng mà cơm dày quá trời luôn á. Đây phần dừa mình vừa nạo xong các bạn, rất là ngon luôn nè, trắng tươi luôn, dẻo béo rất là ngon luôn. Còn đây là cái gáo dừa, đến tí mình làm cái gáo dừa để mình múc nước. Giờ nếp mình ngâm ấy nó cũng thấm nè, nó lên màu xanh rồi các bạn. Giờ mình sẽ cho ở đây một cái nước cốt dừa cho nó béo. Mình đi nấu nếp cho nó béo. Mình đi nấu, mình nấu cơm như nấu cơm như các bạn, rất là không cần hấp đâu. Nấu xôi cũng rất là đơn giản luôn. Đó, mình đổ nước sắp sắp như nè. Em nấu sai. Bây giờ mình chuẩn bị mình chiên bánh kẹp các bạn. Chiên waffle, mình có cái máy chiên waffle nè, bằng điện. Chống dính các bạn. Nhưng mà mình thích ăn bơ, mình cho bơ vô cho một tí cho nó béo. Bơ nó chảy ra nè, giờ mình thoa đều nó ra. Đây là bột. Nó bột mình để nó giờ nó nở, nó nghĩ là mình pha bột cho nó kẹo kẹo gì nè, nó sệt sệt gì nè, mình chiên. Vàng nó ra cho nó đều. Mình đẩy nó lại.
Nó hai nốt đỏ bạn, nốt đỏ là anh đang nấu nè, hồi nó bạc và nốt xanh là mình chỉnh là nó chín giống như nồi cơm điện vậy đó. Trong khi chờ chiên bánh mình đi rang muối mè các bạn, mình có muối nè, với mè, mè nè hở mình rang rồi, nè mình hâm nóng nó lại, mình chung rang với muối một tí, trộn nó lên. Mình rang muối mè một tí mình ăn với xôi, mình chét lên xôi, rang cho nó thơm lên, rồi mình trộn với đường. Nãy giờ nó thơm rồi bạn. Giờ mình tắt bếp. Mình để đây cho nó nguội. Khi nó nguội xong mình trộn thêm tí đường cho nó mặn mặn ngọt ngọt. Mới mè nguội nè, giờ mình cho vô chén. Giờ mình cho đường vô, 2 muỗng đường, trộn lên cho nó mặn mặn ngọt ngọt thơm, nó tí mình chét quét lên xôi mình ăn. Mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon các bạn, thơm mùi mè nữa. Nếu mình vừa chiên, mình vừa rang muối mè xong, bây giờ cái bánh nó cũng chín, nó mới nhảy màu xanh này nè, để mình gỡ ra xem thử. Nó vàng thấy chưa? Nó chốc lóc luôn các bạn. Chốc lóc luôn thấy chưa? Rất là ngon luôn, rất là thơm luôn các bạn. Để hai mặt là cho nó giòn tí. Giờ mình cho gia rỉa. Rất giòn, rất ngon luôn các bạn. Xong mình chiên tiếp. Cái bánh rất là thơm luôn các bạn. Thơm béo, thơm bơ, thơm nước cốt dừa, béo nước cốt dừa. Chín mẻ thứ hai nè, giờ mình lấy ra. Đây, mẻ cuối cùng. Còn nóng nó hơi mềm các bạn, nhưng mà khi nó nguội nó sẽ cứng. Xong bánh kẹp hay còn gọi là waffle mình vừa chiên xong bạn, rất thơm ngon luôn, thơm nước cốt dừa với lại bơ. Dừa nạo à, muối mè, xoài, lá dứa vừa xong. Bây giờ chuẩn bị ăn sáng thôi. Bây giờ mình sẽ cho xoài vào đây, mình gói bánh kẹp lại. Cho muối mè vào.
thêm dừa nạo vào hấp dẫn cho các bạn, rất ngon luôn. Hấp dẫn chưa? Cho dừa nạo lên. Hấp dẫn cho các bạn. Hey, món xoài bánh kẹp vừa làm xong các bạn, rất thơm ngon hấp dẫn luôn. Xoài lá dứa, bánh kẹp nước cốt dừa nè, rất đẹp mắt luôn. Món ngon tuổi thơ các bạn. Dĩa xoài hấp dẫn dễ sợ không? Màu xanh, màu trắng, màu vàng cánh gián là rất là đẹp luôn các bạn. Bánh kẹp mình chiên màu vàng vừa tới rất là ngon luôn đó. Xoài lá dứa rất thơm ngon luôn. Mùi lá dứa nè, dừa nạo, dừa dốt dốt nên rất là ngon luôn. Đó, béo dễ sợ luôn á. Giờ mời các bạn cùng ăn xoài buổi sáng với anh Đề nha. Này coi. Đây, bằng xoài nè bạn. Rất ngon chưa? Cặp lại như thế này mình ăn nè. Mời cả nhà ăn sáng nha. Rất ngon các bạn. Cái xoài thơm mùi lá dứa, béo nước cốt dừa, ăn chung với cái muối mè mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon luôn, thêm cái dừa nạo nó béo nữa. Dừa nạo là mình mua cái dừa mà dốt dốt các bạn, nên ăn nó béo ngon, cái dừa khô ăn sẵn lắm. Cái bánh kẹp béo nhìn pha nước cốt dừa với lại cái có bơ á, rất là ngon luôn. Các bạn, bánh kẹp mình cũng phải pha, cái bột bánh kẹp mình cũng dễ mua, mình mua cái vô chợ khô g hay là SKP rồi đó, Walmart rồi đó, mình mua cái hộp bánh mà làm mà bánh pancake á, mình về mình chiên nhưng không cần phải ba bột. Xoài dẻo béo dễ sợ các bạn. Rất là ngon luôn. Bây giờ ở Sài Gòn ít ai bán được cái xoài bánh kèm nữa các bạn. Chỉ ở quê hồi xưa bán thôi, bây giờ cũng không có nữa. Bây giờ ở Sài Gòn chỉ bán xoài cũng là xoài thập cẩm, xoài lá dứa, xoài lá cẩm, xoài nếp thang. Nhưng mà không có gói bằng cái bánh kẹp với lại bánh hồng tôm như hồi xưa các bạn. Hồi xưa hồi nhỏ mình đi học mình ăn hay ăn sáng là xoài gói bánh kẹp với lại xoài hoặc là cái bánh hồng tôm á. Họ gói lại như xoài như thế này nè, bán ăn rất là ngon. Còn bây giờ ở Sài Gòn họ bán là chỉ gói cái lá chuối thôi, để lá chuối rồi gói xoài thôi. Nên đây là cái món tuổi thơ của mình các bạn, ăn trường kỳ luôn, sáng bữa nào cũng ăn xoài đi học đó nha các bạn. Rất dễ làm các bạn, chỉ cần mua bột về mà bột pha sẵn như đó, về mình chỉ pha nước hoặc là pha sữa hoặc là pha nước cốt dừa tùy mình thích thôi, xong mình chiên lên xoài nấu lên nước dừa nạo muối mè chét lên thôi, ăn rất là ngon luôn. Nếu mà thì nhân tiện ăn cái xoài cái món xoài tuổi thơ này thì mình cũng kể lại một số cái quá trình thời gian lúc mình còn đi học ở nhà trường các bạn, từ thời cấp 1 cho đến cấp 3 luôn.
rất là khó khăn các bạn. Thời đó, thời buổi năm 8 80 mấy 90 đó, thời đó là cũng là khó khăn các bạn. Cho nên đi học lội bộ từ cấp 1 là mình đi lội bộ rồi. Thì cái món xôi này mà nếu các bạn nào mà cỡ chạc tuổi mình á, là sinh năm 80 81 á, thì mà các bạn sống ở các ở quê ở các tỉnh miền Tây á, thì chắc chắn là các bạn sẽ biết được cái món xôi này, xôi bánh kẹp hoặc là bánh phồng á. Bánh kẹp ta chiên lên hoặc là bánh phồng ta chiên bự, là các ta cắt miếng nhỏ nhỏ ra đó, cái người ta bán xôi, bỏ xôi lên, bỏ xôi lên bánh kẹp hoặc như thế này nè, trong cái cho rắc mè rắc dừa nạo lên ăn rất là ngon luôn đó. Thì cái món đó chỉ có ở ở miền quê mới có thôi bạn, còn ở dân Sài Gòn thì họ không có bán cái đó đâu. Họ bạn ở Sài Gòn họ chỉ bán xôi bình thường thôi, họ gói lá chuối rồi cho đậu xanh nước cốt dừa này được kia lên. Nhưng ở quê thì thường là bán xôi bánh kẹp với lại xôi bánh phồng vậy đó, rất là ngon luôn. Thì nếu như mình nhớ không lầm các bạn, cái món xôi bánh kẹp mình ăn cách đây là cũng coi lúc mình hay ăn lúc còn nhỏ, là lúc mình học lớp 6, nguyên cái thời gian mình học từ lớp lớp 6 cho đến lớp 12 luôn là ngày nào cũng ăn xôi nữa các bạn. Thì lúc đó cho học lớp 6 đi là khoảng 10 13 tuổi đi, 13 tuổi mà mình bây giờ là 43 tuổi, như là 30 năm rồi các bạn. 30 năm mình mới ăn lại cái xôi bánh kẹp này nè các bạn, rất là ngon luôn. Cứ mỗi buổi sáng mình đi học là mua một gói như này 2-3 ngàn vậy đó, ăn. Thời đó là đi học là một buổi là mẹ mình cho là 5 ngàn, sáng mình ăn xôi 2 ngàn, còn 3 ngàn là mình để uống nước đi ăn lặt vặt ở mình ở trên trường á. Nó ăn bây giờ rất là ngon. Mà thời đã đi học là đi xe đạp nữa, chạy xe đạp có cái bạn. Thời đó là còn cũng coi nhà cũng còn hơi khó khăn tí, xe đạp thì đi xe cũ nè, rồi tới tới học lớp lên cấp 3 đó là đầu tiên mình đã dành dụm các bạn, mình không có tiền để mua một ráp một chiếc xe đạp mới đâu. Lúc đó một chiếc xe đạp mới cũng mấy trăm ngàn vậy đó, 400-500 ngàn vậy đó. Cho nên mình cứ đi học dần cái mình bỏ ống heo dần 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 đó, được một số tiền cái mình mua mua cái đùm nè, rồi cái ni lông, cái ni đông nè, rồi mua cái, nói chung là mua mỗi mỗi một để dành tiền một thời gian cái mình được một ít tiền cái mình mua một cái bộ phận của chiếc xe đạp á, nó cứ để dành dần 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 đó. Cái khi nào mình mua đủ hết xong rồi mình ráp một chiếc xe đạp mới, đó là bắt đầu lên cấp 3 bắt đầu mình ráp được chiếc xe đạp mới mà. Còn học cấp 2 là mình đi chiếc xe đạp cũ còi cọc đi đó. Rồi lên cấp 3 mới ráp được chiếc xe đạp mới chạy ngon lành. Lúc đó là ráp là dạng ngay xe cũ các bạn, xe mà cái clip đùm á, clip 2-3 clip gì đó, chứ không phải là một cái clip giống cái xe đạp bình thường đó. Cho nên là thời gian mà đi học thời phổ thông rất là khó khăn các bạn. Còn lúc mà đi học cấp 1 á, cấp 1 thì mình phải đi bộ từ nhà mình đi lên trường Long Thuận á, ấp Long Thành, xã Long Thuận á, là khoảng một cây số, hơn khoảng 2 cây số à, mình lội bộ vậy đó mỗi ngày đi học dòng dã suốt 5 năm, từ lớp 1 tới lớp 5. Xong lớp 6 thì mới chuyển trường xuống Phú Thuận. Thì lên lớp 6 á, lên cấp 2 đầu mình thi chuyển trường xuống Phú Thuận B, thì từ nhà mình xuống Phú Thuận B là cũng xa lắm các bạn, cũng đâu cả 5-6 cây số đó. Lúc đó cũng chạy xe đạp lọc cọc xe đạp cũ vậy đó, là xe đạp cũ mình chạy đó. Đó mình để xong là lên cấp 3 mình mới thi chuyển trường qua bên Hồng Ngự 1, và bên trường huyện Hồng Ngự á, lúc đó mình thi vô trường trường chuyên, trường lớp T, lớp chuyên toán, mình học 3 năm bên trường đó xong các bạn, lúc đó mới có chiếc xe đạp mới mình chạy. Ok, bây giờ anh thì xin chào và tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nhé. Chúc cô chú anh chị các bạn thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì nếu các bạn thích cái món xôi tuổi thơ như thế này, các bạn thử làm xôi bánh kẹp rất là ngon luôn, các bạn thử làm ăn rất là ngon, khác biệt so với mình ăn xôi bình thường các bạn.
Nó bao nhiêu người nha?